thời gian mãi cứ trôi âm thầm xa đi, tôi biết bao ưu phiền. Hôm nay tâm tôi trôi nhiều nhiều ưu phiền. Ông bạn, anh đừng tưởng quay lại thì cũng giống như là sao chép mới được chứ. Anh làm như vậy tức là đang sỉ nhục thính giác của tôi đó hả? Để tôi hát chưa xong mà sao đổ tôi xuống vậy? Này tôi chưa xong mà. Chào quý vị khán giả, các vị giám khảo, hôm nay tôi biểu diễn món cua răng muối. Bây giờ trước tiên tôi biểu diễn làm thế nào đã? Nè cô ơi, cô biết đó, cua cũng bay xuống dưới này rồi. Chắc cô đã hiểu tại sao chồng cô có vợ bé chứ. Nè, đừng có nói chuyện thẳng thắn như vậy. Quý cô đây, tôi cảm thấy màn biểu diễn của cô có ý tưởng lắm. Như tôi cảm thấy cô có thể về nhà nấu ăn tốt một chút trước đã. Lần sau mình đến tham gia nha, có được không? Cậu có để ý được hình như cái chuông đó đã bị hư rồi không? Nghe kinh kinh như vậy mà cũng không đổi nữa. Chẳng phải cô đi biểu diễn sao? Người ta đau bụng mà làm sao nhảy được. Cũng may chồng tôi đem thuốc tới cho tôi uống, nếu không tôi đi bệnh viện rồi. Anh nghĩ em cũng vì căng thẳng quá đó thôi. Cô ngồi ở đây, chị Tiểu Phụng biểu diễn một mình à? Cũng may là chưa ăn cơm, nếu không là ói ra hết rồi. Vậy có cần đuổi họ xuống hay không vậy? Vì nghe sao, cảnh sát đó, nể mặt chút đi. Chúc mừng hai người có cơ hội trở thành vua biểu diễn của chúng tôi nha. Tình Tình, ba má, bà nội, mọi người tới đây làm gì vậy? Má thấy hôm nay con đi biểu diễn mà nên tới đây ủng hộ con thôi. Luôn tiện nhìn thấy anh Khiêm và chị Hồng ở ngoài đời thế nào. Ai ngờ mấy cả ăn đinh đó không có cho mọi người vô nên mới gọi con ra. Gọi con ra ngoài này thôi à. Có vô trống được không vậy? Tại truyền hình không thể tùy tiện ra vào được. Con của mình đang biểu diễn mà ba má tới đây ủng hộ cũng nói là không được sao? Về nhà trước đi. Này về nhà đi, đừng có đón taxi cho mọi người. Khiêm Giang Sảo kìa. Anh Khiêm, gặp anh tôi mừng lắm á. Tôi thích coi chương trình do anh dẫn dắt á. Chà, anh pha trò thiệt đó, nói móc cũng không cần vốn. Làm gì có. Anh có thể ký tên giùm tôi không? Được, đương nhiên là được. Cảm ơn. Má đừng làm phiền người ta phải nữa. Đó, phải đó. Ngoài đời sao không đẹp bằng trên tivi vậy? Tẩy trang đồ đương nhiên phải vậy thôi. Xin lỗi nha, người nhà của tôi thích nói đùa lắm đó, là rất nhiệt tình. Anh Kim à, anh ra ngoài sao không thông báo trước vậy? Tôi bỏ quên con vật may mắn. Bước vào trong cứ ngứa ngáy khó chịu, thì ra là bỏ quên nó ở đây. Anh Kim à, xin lỗi nha, đạo diễn kêu lập tức quay vô á. Còn một tiếng nữa mới bắt đầu mà. Phải rồi, nhưng mà chị Hồng đã hứa với người ta tới đài phát thanh tiếp nhận phỏng vấn rồi. Sau khi làm phỏng vấn xong á, lập tức cho chị đi ngay á. Nhưng mà khán giả tại trường quay vừa mới đi, nhóm buổi tối là chưa tới, làm sao có khán giả được chứ? Đạo diễn nói có thể sử dụng những đoạn phim của khán giả sáng nay. Anh làm ơn đi anh Khiêm, vô trong trang điểm lại đi hả? Rõ ràng làm bạch cốt tinh mà sao lại biến thành làm người nhện vậy? Tôi còn quá đáng hơn anh coi, rõ ràng là làm Tề Thiên Đại Thánh, tự nhiên lại biến thành tinh tinh ăn thịt người coi nè. Ê em gái à, hay lắm. Cho hỏi em có thể giúp anh tìm bộ đồ xương người mà anh để sáng nay hay không vậy? Muốn tìm thì tự tìm đi. Ôi thái độ gì vậy? Bỏ đi, bất tình lình phải tham gia, ai nấy đều bận đến chóng mặt rồi. Hay là hai người tự tìm đi á. Em bé à, em đi với anh đi, luôn tiện có thể chọn bộ đồ đẹp cho anh. Hình tượng bạch công tinh của anh cũng rất cần em góp ý đó. Đi đi thôi. Chị Hồng à, xin lỗi chị nha, lát nữa tờ chương trình có chút thay đổi, bởi vì bà của Hà Phi Phi đã vô bệnh viện rồi, cho nên cổ muốn lập tức ra diện. Lo cho bà lão như vậy thì trực tiếp tới bệnh viện đi, cần gì biểu diễn nữa. Có những chuyện cổ cũng không muốn đâu, sao không mà đi trang điểm đi. Được, nhanh lên. Các thí sinh chiến thắng đã quyết định biểu diễn như vậy. Dạ, lúc nãy nói rồi. Dạ, ở đây có nhiều camera theo dõi, đứng ở đây giám sát có lợi hơn. Chị Hồng và anh Khiêm, hai người có thể vào trường quay bất cứ lúc nào. Anh ép em à, áo của tôi đã bị cắt nát hết rồi. Đạo diễn à,
Áo của Hà Phi Phi đã bị người ta cắt rách hết rồi, tính sao đây? Chắc chắn là cô đã mất lòng ai đó. Như vậy cũng tốt, đổi qua nhảy điệu thoát y đi. Không chừng anh Kim không đành lòng đuổi cô xuống. Chị Hồng nói đùa với cô thôi, lập tức thay đồ khác đi. Tôi đã tìm rất lâu mới hợp với thân hình của tôi, bất thình lình không biết có tìm được hay không. Sao ạ? Có cần cả thế giới này đều đợi cô tìm xong bộ đồ mới bắt đầu ghi hình không? À, chị Hồng à, chị đừng giận quá. Đạo diễn nói dựa theo tờ chương trình trước đó đi, Kiều Đức Lý sẽ biểu diễn trước. Sao không mau vô tìm bộ đồ khác đi? À, Kiều Đức Lý à, hả? Anh có thể lập tức chuẩn bị rồi. Không thành vấn đề. À, cảm ơn. Trời ơi, cái phiêu long của tôi đâu rồi? Luôn cả ác xê cũng không có. Ai lấy cái đàn của tôi? Không phải chứ, là đến lượt anh làm mất cái đàn hả? Có thấy cái đàn của anh tôi làm không? Anh gì vậy? Anh à, cái này có phải của anh không? Cảm ơn, anh bạn ơi. Trời ơi, bỏ đồ đạc lung tung, không ai giữ giùm anh đâu. Cảm ơn. Nè, chuẩn bị 5, 4, 3, 2. Xin chào các vị khán giả. Tôi chính là Kiều Đức Lý. Mỗi lần trước khi biểu diễn, tôi đều có chuẩn bị một câu liễn của riêng tôi để tặng cho mọi người. Nhất định tri kỷ, giai đại quan hỷ. Alo, anh Si, có chuyện gì vậy? Má Đâm Hình à, tôi vừa nhận được kết quả xét nghiệm. Vết tích màu vàng trên bức thư hăm dọa đó đã xác định được là vết cà ri. Vết cà ri? Chữ kỷ trong nhất định tri kỷ chính là người này. Nhưng mà chụp cái gì nữa, đuổi xuống đi. Tôi đuổi đi. Hết tiêu của tôi đau quá. Chị Hồng, chị Hồng, để đừng đụng vào cổ. Sao lại như vậy? Cô chết rồi.